不可持通告，各善众志，为各善众的健康利益和预防火警，本次通告不可带大香入庙内，不可点花香。各善众提高警戒，小心香火，提防插手。谢谢各位合作，恭祝各位新年如意，心想事成。不宜挖坑，话话放冷烟火，不排路边，来担保释怀做马方，话来防火网，做不排地面马方，通多尿尿，话尿了中毒。cũng xin lưu ý bà con nên giữ gìn tư trang, giữ gìn cẩn thận đề phòng kẻ gian lợi dụng. Kính chúc quý vị quan khách và bà con một năm mới gặp nhiều may mắn, an khang thịnh vượng, giảng sự như ý. Thành thật cảm ơn quý vị. Tại rất là đông luôn cô chú anh chị. Phúc hỏi chỉ không vô, có gì dân chi, vậy có gì dân tích thì có lợi ích của người còn có kiến. Muốn chỉ không vô, bắt đỏ tài tài đó là biểu lộ, bắt đỏ tính to lên. Có gì dân thì không kiến cài, chỉ xong theo khó, thầy còn đã xấu, dạy dạy có mấy mặt con. Cung chúc có mấy tâm nhìn nhìn, tâm sở sĩ sĩ. Phúc Hải và tôi kể. Quý vị quan khách và con đến chiếu của Phúc Hải lưu ý để đảm bảo sức khỏe cho bà con và đề phòng bảo bạn. Chùa Phúc Hải đề nghị bà con không đốt nhiều nhang và nhang lớn trong chùa. Cũng xin lưu ý bà con nên giữ gìn tư trang của mình cẩn thận. Đề phòng kẻ gian lợi dụng. Kính chúc quý vị quan khách và bà con một năm mới gặp nhiều may mắn, an khang thịnh vượng, giảng sự như ý. Thành thật cảm ơn quý vị. Đông quá cả nhà ơi, không có quay được gì hết. Thank you.
Trong rất là đông. Chùa Quốc Hải đề nghị bà con không đốt nhiều nhang và nhang lớn trong chùa. Cũng xin lưu ý bà con nên giữ gìn tôn giáo của mình để phòng cái gia lợi dụng. Xin chúc quý vị quan khách là bà con một năm mới gặp nhiều may mắn, an khang thịnh vượng, giảng sự như ý. Thành thật cảm ơn quý vị. Thành phố kiểm tra, xíu xăm hương phó, thầy phòng tháp xấu, chè chè có hỏi hợp cho.